thưa quý vị, Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 được diễn ra vào 2 ngày, 4 và 5 tháng 10 năm 2023. Đến với ngày hội lớn của giai cấp công nhân, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh, kỳ vọng vào ban chấp hành mới sẽ thực sự tâm huyết, đủ tài, đủ đức để đưa hoạt động công đoàn phát triển trong thời gian tới, đồng thời phát huy được vai trò là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Hôm nay, chúng ta long trọng được quyết định những nội dung mà chương trình đề ra. Nhiệm kỳ 2023-2024. Mong muốn là đại hội của chúng ta đánh giá đúng những cái kết quả cũng như những cái hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua và đề ra những cái giải pháp để cho cái nhiệm kỳ tới của chúng ta là hoạt động tốt hơn và sẽ có nhiều cái mô hình mới hoạt động để cho người lao động làm và các cái công ty doanh nghiệp cũng thế, đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước, người ta sẽ tin tưởng vào Liên đoàn Lao động để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng cũng như là tạo nhiều cái động lực cho người lao động. Tham gia cái đại hội lần này thì với vai trò là một đại biểu ở trong số 350 đại biểu tham dự thì rất là kỳ vọng là cái ban chấp hành khóa chính sẽ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những cái khuyết điểm hạn chế và trên cơ sở đó thì sẽ tham kỳ vọng là sẽ bầu ra được cái ban thường vụ ban chấp hành khóa 10 với những cái cán bộ mà có đủ bản lĩnh, trí tuệ cũng như là có cái năng lực để mà mình tạo ra nhiều cái mô hình hay, sáng tạo và để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên người lao động tỉnh nhà. Là phần lớn là khoảng là 70-80% lao động là nữ. Thì bên phía ban giám công ty và công đoàn cũng tích cực để mạnh những cái hoạt động chăm lo cho lao động nữ. Mong muốn là đại hội mới sẽ bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới có đầy đủ năng lực, tự tin và có trách nhiệm cao để chăm lo chế độ phúc lợi, quyền lợi chính đáng cho đoàn viên người lao động nhiều hơn và giúp cho đẩy mạnh cho hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển nhiều hơn nữa. Đến đại hội thì cũng rất là mong muốn ban chấp hành khóa mới được các đại biểu bầu ra sẽ có thể là làm bảo vệ được quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, sẽ mang những tâm tư nguyện vọng của người lao động đến đại biểu công đoàn cấp trên để bảo vệ cho người lao động trong cái thời kỳ mới này, thời kỳ mà lao động đang gấp rất nhiều là khó khăn, nhiều lao động phải bỏ việc. Mình mong muốn là những cái đại biểu về tham dự đại hội kỳ này sẽ lựa chọn ra những cái đại biểu ưu tú có đủ tài đức để mà cống hiến phục vụ cho cái tổ chức công đoàn và đồng thời là sẽ quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa để giúp cho đoàn viên công đoàn trong cái thời gian tới. 8. Công bố kết quả bầu cử bầu đại biểu dự khuyết nhiệm kỳ 2018-2023 trình đại hội. Số lượng đại biểu dự khuyết do đoàn